Thời gian gần đây, trên các trang mua bán điện tử xuất hiện rất nhiều sản phẩm mới với công dụng diệt chuột. Điều đáng lưu ý, một sản phẩm thuốc diệt chuột có chứa thành phần chất là tetramin đã bị cấm cách đây 20 năm cũng xuất hiện và được rao bán công khai. Đây là điều rất nguy hiểm khi người dân có thể tìm mua một cách dễ dàng nhưng vẫn không biết được độc tính của sản phẩm ra sao. Và sau đây là ghi nhận của Khỏe Mạnh Đúng Cách. Đây là gói thuốc diệt chuột được mua từ một trang thương mại điện tử. Trên bao bì sản phẩm chỉ toàn chữ Trung Quốc, được quảng cáo là bã trừ chuột thế hệ mới. Diệt chuột rất hiệu quả chỉ sau một lần ăn mồi, chuột chết ngay sau khi ăn bã. Đáng chú ý, người bán còn kèm theo thông tin, cung cấp số lượng lớn phục vụ cho các khu công nghệ và khu chế xuất giá tốt nhất thị trường hiện nay. Qua tìm hiểu, đây là sản phẩm tương tự gói thuốc chuột mà một bệnh nhân 34 tuổi đã uống và nhập bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ tại đây cho biết, chất độc bên trong gói thuốc diệt chuột cạnh bệnh nhân được gia đình thu lại và mang đến viện. Qua xét nghiệm tìm thấy chất tetramin, chính là loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc, rất phổ biến ở miền Bắc nước ta cách đây 20 năm trở về trước. Ở Việt Nam khoảng năm 2003 trở về trước, tetramin là nguyên nhân gây ngộ độc và tử vong. Việc buôn bán tràn lan, không kiểm soát cùng lời quảng cáo thu hút, trở thành hiểm họa khôn lường nếu người dân mua phải và sử dụng. Khi mà con người á mà hít phải hay uống phải đó thì nó sẽ gây ngộ độc rất là nặng, có thể làm co giật, hôn mê và thậm chí là ngưng thở, tử vong. Thời gian trước á thì cái loại thuốc này nó được điều chế quá sức, nó được thịnh hành quá sức đơn giản đi và nó nguy cơ con người dễ tiếp cận á, cho nên người ta đã cấm. Đối với chúng ta mà muốn diệt chuột hay diệt côn trùng đó thì hiện nay nó có rất là nhiều cái loại sản phẩm mà nó mang tính sinh học, nó an toàn. Nó nếu mà mình tiếp cận trực tiếp thì chỉ cần rửa tay thôi. Đặc biệt là có một số hóa chất họ đóng gói rất là bắt mắt, rồi những cái ống rất là dễ tiếp cận. Trong đó có trẻ em và thậm chí là người lớn mà cái tinh thần không có ổn á thì người ta sẽ sử dụng cái đó. Thành ra mình không nên sử dụng những cái loại như vậy để mà diệt chuột. Bác sĩ cho biết tetramin có khả năng gây ngộ độc rất nhanh. Thường ngay sau khi ăn hoặc uống phải chất này, nạn nhân bị co giật và ngã xuống và nhanh chóng tử vong do suy hô hấp. Đáng chú ý, gói hóa chất diệt chuột loại tetramin trước đây đóng gói khoảng vài cm, nhưng do độc tính rất cao, chỉ dính một chút bột vào thức ăn, nước uống đã có thể gây co giật và tử vong cho cả gia đình. Trong khi đó, kích thước của gói hóa chất diệt chuột này tương đối lớn, có thể gây ngộ độc cho một số người tương đương với một xóm. Bên trong vỏ thuốc có dạng hạt gạo và bắp mảnh trộn với vỏ trấu. Người mua chỉ cần mất khoảng 20.000 đồng là có thể mua được sản phẩm. Chính vì vậy, bên cạnh việc kiểm soát của các cơ quan chức năng, các chuyên gia cảnh báo, người dân tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất này vì bất cứ mục đích gì, đặc biệt là người dân cần tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm trước khi mua, để tránh tai họa gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!